Gió đông nệm buốt đầu mùa, muốn mua đi rẻ, ghé vào shop em. Anh em cần muốn đi ngọc dầu online, giá rẻ, nạp thẻ hoàn toàn tự động, không có chiết khấu. Anh em hãy đến với shop 76.com nha. Có đầy đủ các loại nick để dành cho anh em tha hồ lựa chọn tại trên shop 76.com nha anh em. Ok, hello mọi người. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình nhá. Và mình lại là BC Gaming đây. Thì ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ sử dụng cái nick siêu cấp 1 và siêu cấp 1 của mình nhá. Nhưng mà hiện tại ấy, thì mình ngủ dậy muộn quá anh em ạ. Mình ngủ dậy muộn quá. Ngủ dậy mất 10 tận 10 giờ rồi. Nên là quá giải siêu cấp 1 rồi. Mình đi giải siêu cấp 2 luôn. Đi giải siêu cấp 2 luôn nha các bạn. Tối nay 7 giờ sau 8 giờ thì mình lại đi thêm một giải nữa. Hôm nay mình mất một giải rồi anh em ạ. Đi bỏ lỡ mất một giải. Bây giờ chỉ đợi bây giờ chỉ đi giải siêu cấp 2 thôi. Bị lỡ mất một giải hơi buồn. Siêu cấp 1 đấy tính ra có tầm 5 vòng, siêu cấp 1 đi 5 vòng nữa. Đấy mình tính sơ sơ thôi. 5 vòng thì 5 x 4 cũng được 20 ngọc. 5 x 4 cũng được 20 ngọc. 5 x 4 20 ngọc đúng không ta? Đúng rồi. Thì trừ cả gốc đi nữa mất 4 ngọc đăng ký đi là mình sẽ được đâu đó khoảng 16 ngọc. Mình mất 16 ngọc ở giải đấy rồi. Ok hôm sau bây giờ mình sẽ đi giải siêu cấp 2 luôn. Và hiện tại bây giờ là 10:31 rồi, mình vừa thắng vòng 1 rồi anh em. Bây giờ thì đợi nhá. Ok anh em nhớ là số ngọc của mình hiện tại khi mà đi giải siêu cấp 2 là 403 ngọc nhá. Mình sẽ hôm nay mình sẽ dành cả thời gian ngày hôm nay. Ngày 18 tháng 2, mình sẽ ngày 18 tháng 2 chắc là mình sẽ không ra video được rồi. Mình để cho nếu mà mình edit xong sớm ý, thì mình sẽ đăng luôn nhưng mà đăng hơi hơi thế thì hơi muộn. Đăng mất 9 giờ thì mình mới đăng video à? Không được. Thế thì không được. Không được anh em ạ. Chắc là mình sẽ để video để cho ngày hôm sau mình sẽ đăng nhá. Ok. Ngày hôm sau mình sẽ đăng video này. Hôm nay thì mình sẽ xin phép anh em là không ra video. Ở đây mình có 20 viên ngọc dòng 1 sao anh em ạ. Và không phải là nick của mình. Nick này là nick của bạn mình nha. Đó, đồ thì mình sẽ sử dụng đồ này. Có đệ tử thì là 52 tỷ rồi. Mình nghĩ là sẽ vô địch dễ dàng thôi. Ở đây thì mình đã chuẩn bị hết những skin cần thiết rồi. Nhưng mà mình chỉ thiếu khiên năng lượng thôi. Nhưng mà gặp ông nào VIP VIP thôi. Xây ra ngon ngon ăn chút. Nhưng mà mình nghĩ đi giải này. Bây giờ ấy, cái siêu cấp 1 với siêu cấp 2 ấy. Nó không còn ưa chuộng như ngày xưa đâu. Ngày xưa nhá, mình lại kể cho anh em nghe nhá. Ngày xưa khi mà mình còn dùng con C500, nếu anh em biết. Mình sẽ chèn vào mình cho anh em xem cái điện thoại đấy như nào. Đây, thấy chưa? Con này nó ẩn ứng dụng được nhá, ẩn ứng dụng được. Và nó là điện thoại bàn phím. Mình hồi đấy mình nghiện siêu cấp 1 siêu cấp 2 luôn. Mình nghiện siêu cấp 1 siêu cấp 2 ấy, mình có hai nick chứ không phải là nick giống như bây giờ. Bây giờ thì có thể giảm sức mạnh xuống 14 triệu để có thể đi được này. Và bây giờ lên 15 triệu thì mình sẽ đi được. Hồi đấy siêu cấp 2 của mình ấy, nick đấy là 149 triệu, còn nick số 1 là 14 triệu 9 nữa. Đi thay nhau. Hết nick này xong rồi lại đến giải kia thì lại vào nick kia là đi kiếm ngọc, chuyển ngọc vào một nick. Chuyển vào một nick để mình ấy kiểu thế. Nó rất là vui và nó chạy nhau ấy. Có hôm ấy cách đây phải vài năm, có hôm ấy nó phải tầm chục vòng ấy anh em ạ. Chục vòng ấy mà nó đi ấy, nó pem nhau, nó không như bây giờ, nó không như bây giờ đâu đấy, cứ kiểu như là choáng ngược với cả choáng kiểu hai thằng choáng nhau ấy, thằng nào mà choáng sau hay là cái gì đấy ấy, nó tính cái thời gian gì ở cuối ấy. Nếu mà không đấm được hay là cái gì ấy, là tự tự giành chiến thắng chứ không như bây giờ đấm nhau chết luôn, bùm 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 phát chết luôn vãi cả nồi thật, kéo hiểu kiểu gì luôn vãi cả bíp ông 7 giây nữa chúng ta sẽ vào vòng tiếp theo rồi. Và cái này chắc là bây giờ anh em chắc là không có ưa chuộng nữa rồi. Mình nghĩ thế. Tại vì là mình thấy ít ít ai VIP đi lắm. Đây cả khu chẳng có ai VIP cả. Có ông này đeo hộp thẻ bung tai này. Đây cả ông khỉ này thì cũng một game cũng chết rồi. Đó. Rất là dễ dàng. Ok, và mình đi cái giải này thì mình sẽ cân nhá, mình sẽ cân khoảng mấy vòng thôi là mình sẽ nghỉ không không đánh nữa để cho tối nay mình đánh, chứ bây giờ mà vô địch ấy thì tối nay nó lại ấy quá anh em ạ.
bây giờ mà đánh vô địch thì tối lại không đánh được, thế là lại phải để đến ngày hôm sau. Bạn vào vòng 4 rồi, ok vòng 4 nha anh em, đợi tí nha. Ok mọi người, thì mình đã quay trở lại rồi đây, và bây giờ thì cực kỳ là vãi cả chưởng luôn á. Mình không hiểu sao gặp ông VIP vãi, ông này chắc camera một phát là mình đi luôn quá. Mình sẽ thái dương hạ san vào để mình cài khiên nha anh em. Mình sẽ cài khiên nha anh em, để mình căn khiên ông này rồi mình khiên luôn. Ok. Ông này không làm vỡ khiên được của mình đâu. Nhưng mà mình không cài được lại thái dương hạ san nữa. Mình đấm luôn. Xem sao. Không được anh em ạ. Nát khiên này, nát khiên này anh em. Nát khiên này, nát khiên này. Ui, mình đấm khả năng mình còn chết ấy. Mình đấm khả năng mình còn chết thôi anh em. Ôi, thắng rồi. 4 triệu máu mình vẫn đấm thắng được anh em ạ. Tại lâu mình không đi ấy. Lâu mình không đi siêu cấp ấy, nên là hơi bối rối một chút. Vòng tiếp theo nha anh em. Ok. Và bây giờ là vòng cuối rồi anh em ạ. Mình nghĩ là mình sẽ không đánh vòng này đâu. Tại vì là mình nghĩ đây là vòng cuối ấy, nên là mình không đánh vòng này đâu. Mình sẽ nhảy xuống đài nha, để cho bạn ấy vô địch ấy. Ơ không nhảy được à? Mình sợ đánh nó lại bị vô địch ấy anh em. Nên là thôi chắc mình không đánh đâu. Mình sẽ bay về nhà để bỏ cuộc chứ. Đấy, thấy chưa? Tuyệt vời. Mình đúng là một sự lựa chọn sáng suốt anh em ạ. Quá sáng suốt luôn đấy. Ok, bây giờ thì kết thúc rồi, kết thúc giải số 3 rồi ấy. Là hẹn anh em vào tối nay nhá. À, chiều nay chứ. Chiều nay cũng có giải số 1, số 2 ấy. Anh em ạ. Ok, hẹn anh em vào chiều nay. Ok, hello anh em. Mình đã quay trở lại rồi đây. Và hiện tại thì đã đến giải siêu cấp 2 của buổi tối rồi. Hiện tại là 8:36 ấy nhá. Mình đang đi vòng mấy đây mình cũng không nhớ nữa. Mình vừa mới gặp một thanh niên trái đất, mình tưởng là mình thua rồi ấy. Nhưng mà không hiểu sao thì cái trình độ mình vẫn còn anh em ạ. Nên là vẫn win được nhá. Hiện tại thì đây. Vòng 5 rồi. Cái giải siêu cấp 1 vừa nãy 7 giờ ấy thì mình cũng có đi nhá, đi được đến vòng 5. Nhưng mà kiểu như ấy là đánh siêu cấp ấy thì nó cũng chỉ có như thế này thôi, gặp ai được gặp rồi mình vẫn đánh kiểu thế thôi, nên là mình không có quay nhiều. Từ chiều nay cũng thế, giải lúc 1 giờ này, sau rồi giải lúc 3 giờ nữa, mình cũng vẫn thế thôi, mình không không có đấy anh em ạ. Không có quay, mình không quay anh em ạ. Đến bây giờ thì mình mới quay thôi, chứ còn mấy giải kia thì mình không quay đó. Mình nghĩ là chắc là khoảng 2 3 vòng nữa là vô địch rồi. Tuyệt vời anh em ạ, quá tuyệt vời. 2 3 vòng nữa là vô địch thôi. Xin nha, xin nhẹ luôn anh em ạ. Tuyệt vời, ông mặt trời. Hi làm cái giải vô địch đây. Hiện tại thì mình được 509 ngọc rồi nhá anh em nhá. Mà không biết là cái lúc mà mình đi ấy, thì mình không nhớ là còn 400 bao nhiêu, 420 à hay 402 ấy. Mà lên bây giờ lên tận là 509 rồi. Là anh em mình thấy mình đánh như nào rồi đúng không? Kiếm ngọc nó cực kỳ dễ luôn đấy, mà cái cách này ấy, hiện tại thì anh em chắc cũng không còn ưa chuộng mấy rồi, ít lắm, ít anh em ấy. Mình đi thấy toàn kiểu như anh em đi nhầm nhiệm vụ các thứ ấy. Kiểu như là các bạn mà đăng ký đi làm nhiệm vụ đại hội thuật, nhưng mà các bạn đăng ký nhiệm vụ đăng ký đi sơ cấp 1 sơ cấp 2 ấy để làm nhiệm vụ đại hội thuật ấy. Nhiều khi tiềm năng như thế mà đi thì còn vào được ở vòng 4, vòng 5, vòng 6 luôn đấy. Có hôm mình gặp bạn ở Cùi là Cùi vẫn vào vòng 6 luôn đấy, vòng 5 luôn đấy. Tại vì là không có ai luôn á. Ôi lại gặp thằng 1 triệu HP luôn. Mình sẽ ăn một cái giáp xe đi anh em ạ. Bạn này bạn trả đất rồi. Thì mình sẽ phải dùng khiên nhá. Khiên lên và ô ba. Mình sẽ khiên trước bạn ấy. Sau đó thì mình sẽ cài lại cái thái dương. Đó. Bạn này mà không, không không biết khiên là mình tưởng không mở khiên anh em mà. Mình tưởng không mở khiên thì mình cho một phát nát khiên luôn á. Đát không? Không đát. Ấy nát khiên này. Thế thì bạn ấy xong rồi. Ui bạn ấy kịp thấy thượng sát kìa mọi người. Nhưng mà bạn ấy chắc chắn chết với mình rồi, tại vì là mình không thể nát khiên được. Mình đang giáp xe mà anh em, nên là không thể nát được rồi. Bạn ấy chết chắc rồi. Giờ bạn ấy làm thế nào? Hết thời dịch chuyển tức thời thì trong thời gian đấy thì mình lại ấy rồi.
Thua. Ồ. Lâu vậy. Ok. Xong. Vô địch luôn anh em ạ. Ok. Vậy là xong rồi. Thì hiện tại thì mình đã vô địch rồi. Đó. Và kiếm được hơn 100 ngọc của ngày hôm nay rồi các bạn ạ. Ok, chắc là clip mình sẽ tạm dừng tới đây thôi. Làm cũng rất là nhiều rồi. Đó, phê không anh em? Nếu mà clip này được nhiều like ấy, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em một clip để đi giảm sức mạnh nhá. Mình đang có cái cách của mình giảm sức mạnh khá là nhanh. Các bạn muốn muốn thì bạn like video này nhá. Nếu mà nhiều nhiều like một chút thì mình sẽ làm. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video nhá.